Dạ vâng, Sóc Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Mọi nhu cầu về mua sắm các thiết bị thanh bãi, mời các bác hãy alo trực tiếp cho em Đạt Trần, số máy 098 358 6968. Và video clip hôm nay bên em lên sóng một cặp loa Mỹ, một cặp loa Mỹ rất là khủng với khả năng chơi đa thể loại nhạc, dễ phối ghép âm linh. Một cặp loa thực sự hay ở trong cái tầm tiền, trong cái phân khúc giá. Cặp loa JBL 5120, một cặp loa rất là khủng đến từ Mỹ với cấu hình 3 loa trên một thân thùng. Cặp này thì có sở hữu một bát 30 màn sóng gân mút, ở một loa chung giấy đường kính 13 cm và một loa chép dom. Cặp loa này thì được hãng trang bị cho mình một cái tấm lưới e căng rất là đẹp với cái lưới vải màu xám. Bên trong thì hãng sử dụng khung nhựa zin. Đấy, e căng còn rất là đẹp, em chưa thấy gãy bất cứ một chấu nào luôn. Và ở phần đáy của e căng thì có được trang bị thêm một cái tem JBL rất là nổi bật như thế này. Cặp loa JBL 5120 sở hữu cái chiều cao là 82 cm, chiều rộng là 37,5 và chiều sâu là 31 cm. Với thiết kế bát 30 thì chiều ngang của nó khá là to, tuy nhiên hãng cũng làm cho nó một cái chiều cao khá là cao. Cặp loa trông rất là bệ vệ và trông rất là bệ vệ và khỏe khoắn thưa các bác. Cặp loa JBL 5120 thì dòng này thì được sản xuất tại đất nước Mỹ các bác nhé. Nó không như những cái dòng LX 600, 500 hay là 400, LX 800, LX 1000 thì đều được sản xuất tại Đan Mạch. Tuy nhiên thì model này được sản xuất tại Mỹ luôn. Nó cũng giống như là các cái dòng model 4008, 4009 rồi 5120, một số model được sản xuất tại Mỹ thì cho chất lượng âm thanh rất là hay. Vâng, và cái nội thất của nó thì cũng đã làm khá là kỹ và gấu. Bây giờ thì em Đạt Trần mời các chúng ta sẽ tiến lại gần để chúng ta được quan sát được chi tiết. Cặp này thì về thì rất là đẹp luôn, mới chỉ thiếu hộp xốp luôn thưa các bác. Đấy, thùng vách góc cạnh của cặp loa và mới chỉ thiếu hộp xốp luôn cho cái cặp 5120 này. Đấy, phần vỏ sinh ly màu đen nổi khối vân rất là đẹp nha, góc cạnh nha, còn nét căng luôn. Góc cạnh còn nét căng, các bác có thể thấy là không thường và không có một cái chút nào là cấn móc hay chảy xước gì. Đến cái tiếng loa em sẽ quay cho các bác cùng xem. Một cái loa bát đường kính 30 màng sóng gần mút, đánh rất là mềm. Một loa chung giấy đường kính 13 và một loa chép dom. Cái mặt này hãng làm những cái họa tiết vân đá các bác nhé, giả vân đá khá là nổi bật. Đây các bác xem cái phần vỏ thùng đây, còn rất là đẹp luôn. Đấy. Phía sau của thùng thì có một cái lỗ thông hơi ạ. Có một lỗ thông hơi. Model là JBL 5120. Đấy, phần cọc loa zin nguyên bản của JBL. Hình thức thì rất là mới luôn. Cặp loa này bên Sóc Đạt Trần bao zin nguyên bản 100% cho các bác chơi. Và các bác nào có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em. Đấy, thùng vách này, trước sau này đều rất là đẹp. Đến cái tuyến loa thì xin quay cho các bác xem. Được tuyến loa tất cả các driver còn rất là đẹp, căng mọng đẹp không tì vết luôn. Bây giờ thì em sẽ test cái chất âm cho các bác xem. Test chất âm dòng này thì bát nổi tiếng là cái bát uy lực rồi, bát 30 của JBL đánh mạnh như bom. Sóc Đạt Trần có giá bán, xin được công bố chính thức mức giá bán của cặp 5120. Cặp loa này shop bên em có giá bán 11.500.000 đồng. Các bác nào có nhu cầu mời các bác hãy alo trực tiếp cho em, số máy 098 358 6968. Duy nhất một cặp tại thời điểm hiện tại, có khi là phải rất là lâu nữa thì mới lại có hàng để phục vụ cho các bác. Cặp loa này các bác có thể chơi đa thể loại nhạc, kết hợp hát karaoke gia đình đều rất là tuyệt vời. Và với một mức giá chỉ rẻ như những cặp loa Nhật thôi, bát 30 thôi, các bác đã có thể sở hữu được một cặp loa Mỹ rồi. Và bác nào có nhu cầu hãy nhanh tay alo cho em, số máy 098 358 6968. Shop bên em có địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giao hóa sản phẩm không bao gồm phí ship thưa các bác. Mời các bác chúng ta cùng lắng tai, đeo tai phone vào để chúng ta cảm nhận được cái chất âm của cặp loa này. Cặp loa này hứa hẹn sẽ cho một cái giải trầm rất là sâu, tiếng mạnh mẽ, dứt khoát, tiếng sâu và chắc. Phần trung âm lồng lộng và giải tép bay rất tơi. Lần hẹn cuối em về với người, còn lại anh
lấy chồng để mặc anh ôm kỷ niệm vào. Bày đẹp, chơi đa năng các cái thể loại nhạc. Sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều, tin vào mơ đau thương cả muôn chiều. Duyên kiếp không thành, hai đứa thôi đành nhìn cảnh đời ngăn cách.
sẽ chuyển qua cái thể loại nhạc bolero nhẹ nhàng một chút để mời các bác chúng ta cùng thưởng thức cái chất âm của cái cặp loa này. Cặp loa hay nhất trong tầm tiền và đáng đồng tiền bát gạo thì có một mức giá rất tốt cho anh em chơi, 1.500.000 đồng, rẻ hơn cả những cái cặp loa Nhật trong cái tầm tiền. Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa. Mong ước